ngồi đây cậu. Ủa? Gì mà mùa hôm mùa kê không vậy? Tôi mơ đi gặp chị Xuân đó. Chị Xuân? À, có khi nào chị Xuân về chị Xuân báo mộng ưu tiên không? Chứ từ bữa bà mất tới giờ cũng được một tuần nữa, mà ngày nào tôi cũng gặp bà hết trơn á. Khùng quá à. Thời buổi nhờ mơ mộng ác mộng gì báo mộng gì không có, không có, không có. Ủa anh nghĩ á, sao đứng đây ta, hay là đợi chị Xuân đi chơi?